29 tháng 10 bộ quốc phòng nga tuyên bố thành phố selidovo ở khu vực donetsk đã được kiểm soát hoàn toàn thông báo trên được đưa ra ngay sau khi moscow tuyên bố giành quyền kiểm soát hai ngôi làng gần đó bogojalplenka và katerinoka và thị trấn nhỏ gironik tất cả đều nằm ở phía nam selidovo và gần thị trấn công nghiệp kurakove do ukraine kiểm soát Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đã giành được nhiều lãnh thổ ở Ukraine hơn sau những thay đổi lớn trên tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, xung quanh thành phố Pokorosk. Chỉ riêng trong tháng 10, Nga đã kiểm soát thêm 478 km vuông lãnh thổ ở Ukraine, bước tiến lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Khoảng 2 phần 3 diện tích mà Nga giành được, tương đương 324 km vuông là ở khu vực Donetsk. Lực lượng Nga hiện chỉ cách Pokorosk vài km, nơi Moscow đang tiếp cận từ phía nam và phía đông. Trước đó, các nhà quan sát và quân đội Ukraine đã cảnh báo về tình hình ngày càng khó khăn tại Selidove khi lực lượng Nga tiến về phía thành phố này trong vài tuần qua. Đầu tháng này, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình của quân đội đã trở nên tồi tệ hơn ở tuyến đầu gần Selidove. Theo một nguồn tin quân sự, lực lượng Ukraine đã xa lầy ở Selidove từ cuối tháng 9. Một chiến dịch cắt đứt con đường nối Selidove và Sukurino đã mở đường cho sự xa lầy của Ukraine, từ đó cắt đứt một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine sự sụp đổ của Selydove sẽ là viễn cảnh đáng lo ngại đối với Pokrovsk, nơi chỉ cách khoảng 18 km về phía tây bắc. Các lực lượng Nga đã tiến dần về phía Pokrovsk trong vài tháng qua và đợt tấn công của Nga vào tỉnh Donetsk gần đây đã đạt được tốc độ chưa từng thấy. Các quan chức quân sự cho biết hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Pokrovsk trên tuyến giao tranh đã sụp đổ sau khi Ukraine mất Selydove. Ngày 30 tháng 10, Trianovosti dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov xác nhận UAV của Ukraine đã đánh trúng tòa nhà trong trường đặc nhiệm Nga ở khu vực Gudemets thuộc Cộng hòa Chechnya, nhưng không khiến các sinh viên và giáo viên thiệt mạng, mà làm chết chính binh lính của Ukraine. Ông Kadyrov tiết lộ rằng Kiev cố làm hại chúng tôi, nhưng hóa ra lại làm chết binh lính của mình. Có 10 tù nhân Ukraine ở mỗi địa điểm chiến lược. Tuy nhiên, ông Kadyrov không nêu chi tiết về tình hình giam giữ tù binh Ukraine ở Chechnya và chi tiết thương vong sau vụ việc. Trường đặc nhiệm Nga ở Gudermes là trường đại học được đặt theo tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên một cơ sở đào tạo ở vùng Chechnya bị Ukraine tập kích kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Ông Kadyrov cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine vào Chechnya sẽ chỉ dẫn đến sự trừng phạt khắc nghiệt. Ngày 29 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khởi động cuộc tập trận vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc tập trận là một sự kiện thường lệ được lên kế hoạch từ trước, bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tuyên bố, trong quá trình diễn ra cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát, lực lượng vũ trang thực hiện các nhiệm vụ tấn công hạt nhân hàng loạt bằng các lực lượng dân đe chiến lược để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của đối thủ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một tên lửa đạn đạo liên lục địa JAS đã được phóng từ sân bay vũ trụ Belesesk ở Tây Bắc Nga đến bãi thử Kura ở Kamchatka, vùng Viễn Đông. Tên lửa đạn đạo Sineva và Bulava được phóng từ tàu ngầm ở biển Barents và Okhotsk. Máy bay ném bom chiến lược TU-95MS có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã phóng tên lửa hành trình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận được tiến hành từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng gian đe chiến lược. Tất cả mục tiêu đều hoàn thành đầy đủ, tất cả tên lửa đều bắn trúng mục tiêu. Phát biểu về cuộc tập trận, Tổng thống Putin cho biết vũ khí hạt nhân là biện pháp đặc biệt để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông Putin cũng xác nhận lực lượng gian đe chiến lược sẽ sớm nhận được các bệ phóng tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom mới và được nâng cấp. Cuộc tập trận được Tổng thống Putin công bố chỉ vài ngày sau khi NATO tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân ở Tây Âu. New York Times dẫn nguồn tạo tin cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tại Ukraine như một phần của gói răn đe phi hạt nhân trong kế hoạch chiến thắng của ông. Kế hoạch chiến thắng do nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất bao gồm 5 điểm với 3 phụ lục được bảo mật, trong đó có lời đề nghị NATO ngay lập tức mời Ukraine gia nhập, dỡ bỏ các hạn chế áp lên vũ khí tầm xa được viện trợ. Ông Zelensky cũng đề xuất phương Tây triển khai biện pháp răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên đất Ukraine nhằm gửi thông điệp tới Nga Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 2.400 km, gấp khoảng 7 lần tầm bắn của tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine nhận được từ Mỹ trước đó. Theo các nguồn tin, Ukraine đã không thể thuyết phục các nhà ngoại giao phương Tây về lý do tại sao họ cần Tomahawk. Số lượng mục tiêu của Ukraine ở Nga cũng được cho là vượt xa số lượng tên lửa dự trữ mà Mỹ có thể chuyển giao mà không gây nguy hiểm cho lợi ích của họ ở Trung Đông và châu Á. Ngày 29 tháng 10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, các dấu hiệu đã cho thấy có một số lượng nhỏ binh sĩ Triều Tiên có mặt ở tỉnh Kursk, cùng với vài nghìn người nữa đang di chuyển đến. Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng lực lượng này, tức binh sĩ Triều Tiên trong chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine ở Kursk. Khi được yêu cầu bình luận về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên sẽ mang lại cho Nga, ông Ryder chỉ ra những dấu hiệu ban đầu rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tuy nhiên, ông Ryder cũng nhấn mạnh, Lầu Năm Góc chưa thể xác nhận thông tin quân nhân Triều Tiên đã có mặt ở chiến trường Ukraine. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại về thông tin binh sĩ Triều Tiên có mặt ở vùng Kursk của Nga. Ông Biden nhấn mạnh, nếu quân nhân Triều Tiên triển khai đến Ukraine, Kiev có thể tự vệ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington có thể áp lệnh trừng phạt lên Nga và Triều Tiên. Về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29 tháng 10 đã hạ lệnh cho quân đội Nga tiến hành một cuộc tập trận răn đe hạt nhân chiến lược mới. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chúng ta đang tiến hành một cuộc tập trận khác của lực lượng răn đe chiến lược. Chúng ta sẽ phân công các quan chức kiểm soát việc sử dụng vũ khí hạt nhân bằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo và hành trình thực tế. Theo hãng tin Tass, Tổng thống Putin đã giám sát cuộc diễn tập từ trung tâm tình huống của Điện Kremlin thông qua trực tuyến. Ông Putin cho biết, Nga sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào, nhưng Moscow cần có lực lượng hạt nhân sẵn sàng hành động. Lực lượng răn đe chiến lược bao gồm các lực lượng tấn công và phòng thủ chiến lược. Ông nhấn mạnh, bộ ba hạt nhân vẫn là đảm bảo đáng tin cậy cho an ninh và chủ quyền của Nga, giúp duy trì sự ngang bằng về hạt nhân và sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 10 thông báo đã giành được quyền kiểm soát thành phố Gonia và hai thị trấn Katerinovka, Doprovolie ở Donetsk. Tuyên bố cho hay, các đơn vị của nhóm chiến đấu Center đã giành được thành phố Goniak tại Donetsk thông qua các hoạt động tập kích tích cực. Goniak nằm cách Kurakovo 17 km về phía đông bắc và cách Selidove 11 km về phía đông nam. Một tuyến đường sắt quan trọng chạy qua thành phố, tiếp tế hậu cần đáng kể cho lực lượng Ukraine ở Donbass ngoài ra khu vực này còn có một số mỏ than lớn việc nga giành được groniak sẽ tác động mạnh đến ngành công nghiệp than của ukraine trong một ngày qua các đơn vị của nhóm chiến đấu giúp đã giành được katerynokar trong khi nhóm chiến đấu vostok kiểm soát doprovolie nga sau đó tiếp tục tuyên bố đã kiểm soát thêm thành phố sridovyi ở donetsk nhờ nhóm chiến đấu tsentr trong một tin tức nóng đáng chú ý Ukraine hiện đang gồng mình đối phó với kịch bản Nga đem vệ binh Triều Tiên tới mặt trận Kursk, được dự báo sẽ diễn ra trong tương lai rất gần. Phương Tây cho rằng hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kursk của Nga nhằm giúp Nga đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi địa phương này. Moscow không phủ nhận những thông tin như vậy, Nga thậm chí còn khẳng định họ và Triều Tiên có quyền hợp tác quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Trước thực tế này, Ukraine đang gồng mình chuẩn bị cho tình huống Nga mở những cuộc tấn công mới ở tỉnh Kursk với sự hậu thuẫn của binh lính Triều Tiên. Hôm 28 tháng 10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte xác nhận, binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Rutte cho rằng sự kiện này mở rộng một cách nguy hiểm xung đột Nga-Ukraine. Còn tuần trước, giới chức Mỹ và Ukraine cùng tuyên bố vài nghìn quân Triều Tiên đã đến khu vực này. Theo giới chức Ukraine và Hàn Quốc, những người lính Triều Tiên nói trên là một bộ phận trong đội ngũ lớn cùng khoảng 10.000 quân Triều Tiên chuẩn bị triển khai trong trận tuyến của Nga. Giới chuyên gia quân sự cho rằng con số 10.000 lính là quá nhỏ bé để có thể tác động lên tình hình tổng thể của chiến trường Ukraine rộng lớn, nơi các bên tham chiến đã tung vào trận hàng trăm ngàn binh lính. Tuy nhiên họ cho rằng một vạn quân Triều Tiên này có thể vẫn đủ để giúp Moscow giành lại lãnh thổ Kursk bị phía Ukraine chiếm đóng từ hồi tháng 8 năm 2024 phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn cơ giới 61 của Ukraine cho biết, cấp trên thông báo cho họ rằng liên quân Nga Triều Tiên có thể sớm tấn công lực lượng Ukraine. Một sĩ quan Ukraine giấu tên tiết lộ, quân đội Ukraine cũng đã cấp cho binh sĩ của họ một số cuốn sổ tay dịch song ngữ Ukraine Triều Tiên để hỗ trợ giao tiếp với lính Triều Tiên, yêu cầu đối phương đầu hàng. Từ đầu tháng 10, quân đội Nga đã cố gắng giành được những phần lãnh thổ đã mất tại Kursk. Giới chuyên gia quân sự tin rằng, với sự giúp sức của lính Triều Tiên, Quân nga có thể đẩy nhanh quá trình phản kích, thu hồi lại lãnh thổ. Hiện nay vẫn chưa rõ một cách chính xác các binh sĩ Triều Tiên sẽ hỗ trợ cuộc phản công của nga ở tỉnh Kursk ra sao. Dưới phân tích cho rằng, những binh sĩ Triều Tiên này có thể được sử dụng cho những cuộc tấn công trực tiếp hoặc dùng để bảo vệ hậu cứ của khu vực tác chiến, nhằm tạo điều kiện cho quân nga giành tay tấn công. Trong một diễn biến khác liên quan. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 29 tháng 10 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn chiến lược để phối hợp ứng phó với sự hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Ukraine đã có cuộc đối thoại qua điện thoại và lên án việc hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Theo nội dung cuộc điện đàm được công bố trên mạng sau X, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã nhất trí với Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yên về việc tăng cường liên lạc giữa hai quốc gia ở mọi cấp độ để xây dựng các chiến lược và biện pháp đối phó với sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm, chúng tôi cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn, tăng cường tiếp xúc ở mọi cấp, đặc biệt là cấp cao nhất, để xây dựng chiến lược hành động và các biện pháp đối phó để giải quyết tình trạng leo thang này, cũng như thu hút các đối tác chung của chúng tôi cùng phối hợp. Hiện nay, Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Xuân Hui cũng đã có chuyến thăm tới Moscow. Thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng Cho tới Nga nằm trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược theo thỏa thuận tăng cường quan hệ mà lãnh đạo hai nước nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6 năm 2024. Theo tinh thần và các điều khoản của Hiệp ước mới, hai bên sẽ thường xuyên tham gia các tham vấn chuyên sâu về quan hệ song phương và chính trị quốc tế ở cấp thứ trưởng, bộ trưởng ngoại giao và người đứng đầu các bộ ngành. Dự kiến, nội dung thảo luận sẽ bao gồm nhiều vấn đề, trong đó có khả năng tổ chức chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ươn tới Nga, sớm nhất là đầu năm 2025.